Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì thầy sẽ hướng dẫn cái bài các cái dạng toán về hệ trục liên quan đến cái trục tọa độ và hệ trục tọa độ. Mai Linh, bạn lớp 6 thì bạn chưa chưa thể học được cái phần lớp 10, đây là dành cho các anh chị lớp 10. Ở trong lúc mà chờ đợi các bạn thì các bạn xem lại giúp thầy cái phần lý thuyết về trục tọa độ nhé. Rồi, những bạn nào mà đã online rồi thì các bạn vào điểm danh cho thầy nào. Rồi, bây giờ thì các bạn xem lại giúp thầy cái phần lý thuyết. Đây là cái phần tóm tắt lý thuyết của chúng ta. Đầu tiên là chúng ta ở đây chúng ta phải lưu ý rằng là cái phần này chúng ta sẽ nghiên cứu lại cái phần trục tọa độ và hệ trục tọa độ. Thì đầu tiên là cái trục tọa độ. Trục tọa độ thì là một cái đường thẳng mà trên đó người ta xác định cái một cái điểm cố định, người ta gọi là điểm gốc đấy, đúng không ạ? Và một cái vector đơn vị, thì cái vector đơn vị là cái vector mà có độ dài bằng 1, chỉ đơn giản như vậy thôi. Và đương nhiên chúng ta có cái hướng của trục chính là hướng của cái vector đơn vị e, và trục thì người ta ký hiệu đơn giản đó là OE, đúng không ạ? Thể hiện cái điểm gốc và cái vector đơn vị. Đối với tọa độ của một điểm trên trục, tọa độ của điểm M trên trục thì được xác định là một cái số k,
cái số k này thỏa mãn cái điều kiện đó là vector om bằng k là vector e, thì cái này tôi trình bày rõ trong cái phần lý thuyết rồi. Đấy. Thì số k này được gọi là tọa độ của điểm m trên trục. Và ở đây thì đối với trục chúng ta còn thêm một cái khái niệm nữa, đó là độ dài đại số của một cái vector. Với hai cái điểm nằm trên trục, đúng không ạ? Thì khi đó chúng ta sẽ có được là cái vector AB luôn luôn cùng phương với vector E, và nó sẽ tồn tại một cái số t nào đó thỏa mãn là vector AB bằng t lần vector E. Khi đó thì chúng ta gọi cái số t là độ dài đại số của vector AB. Đấy, đối với trục đã cho, người ta ký hiệu là AB gạch ngang ấy. Và chúng ta phải phân biệt rõ giữa độ dài đại số và độ dài hình học. Đấy. Khi mà cái vector AB nó cùng hướng vector E thì khi đó độ dài đại số chính là bằng độ dài hình học. Còn khi mà ngược hướng thì độ dài đại số bằng trừ độ dài của hình học, tức là thêm dấu âm phía trước. Nếu hai điểm AB trên trục mà có tọa độ lần lượt là a nhỏ b nhỏ thì khi đó độ dài đại số của cái vector AB ký hiệu là AB ngang ấy thì nó bằng b trừ a, tức là cái tọa độ của điểm B trừ đi tọa độ của điểm A. Ở đây thì chúng ta có một số cái định lý mà liên quan đến cái độ dài đại số. Đầu tiên phải nói đến cái hệ thức Sailor. Cái hệ thức Sailor này là hệ thức mà nó giống như hệ thức vector đấy, công thức 3 điểm. Thì nó đúng với cái hệ thức Sailor, tức là đúng với cái độ dài đại số. Cụ thể là độ dài đại số của AB cộng với độ dài đại số của BC thì bằng độ dài đại số của AC. Cái này cũng chính là suy ra từ vector thôi. Hai vector mà bằng nhau khi và chỉ khi độ dài đại số của nó sẽ bằng nhau. Đấy là vấn đề mà liên quan đến cái tọa độ của vector trên trục. Một vấn đề nữa đó là liên quan đến cái độ dài đại số của vector trên hệ trục. Những bạn nào mà đã online thì các bạn điểm danh luôn cho thầy ở đây nhé. Ở đây thì khi mà học online như thế này chúng ta cần một cái sự tương tác, đúng không ạ? Khi mà thầy có một cái câu hỏi gì đó đặt ra cho các bạn thì các bạn có thể trả lời để chúng ta có thể có cái sự tương tác nó sẽ tốt hơn, đúng không? Rồi, tôi tiếp tục quay trở lại với cái phần hệ trục tọa độ. Thì hệ trục tọa độ chính là nó bao gồm có hai cái trục, đúng không ạ? Người ta gọi là hệ trục tọa độ OEG ấy, thì nó bao gồm có hai cái trục là OI và OG vuông góc. Trong đó thì các bạn biết rằng là hai cái trục này là hai cái trục mà chung góc, và EG lần lượt là các cái vector đơn vị trên trục, đúng không? Cái này cũng khá là dễ dàng thôi. Và để ý rằng là khi mà chúng ta ở đây thì người ta viết luôn cái XY rồi. Điểm O được gọi là điểm gốc tọa độ, O Y thì được gọi là trục hoành ấy, trục O mà có vector Y đơn vị Y á gọi là trục hoành và ký hiệu là OX, và trục OG được gọi là trục tung và ký hiệu là OY, đúng không? Có cái vector đơn vị Z này, đúng không? Các cái vector EZ là các vector đơn vị trên trục, và cái mặt phẳng mà có chứa cái hệ trục tọa độ OXY thì được gọi là mặt phẳng tọa độ, hay gọi tắt là mặt phẳng OXY. Tọa độ của một cái vector đối với một cái hệ trục, đối với cái hệ trục OEG thì nếu cái vector A mà được biểu diễn là bằng A1Y cộng với lại A2Z thì như thế cái cặp số A1, A2 này, tức là cái hệ số của các cái vector đơn vị EZ trong cái biểu thức này thì được gọi là tọa độ của vector A. Và cái số đứng trước, tức là gắn với lại cái trục hoành ấy thì người ta gọi là cái A1, người ta gọi là hoành độ. Xin lỗi các bạn, chỗ này là hoành độ chứ không phải tung độ. Ở vị trí này người ta gọi là hoành độ. Hoành độ. Còn cái số A2 này được gọi là tung độ của vector A. Đấy, và người ta có hai cái cách ký hiệu. Một là ký hiệu A bằng A1, A2 như thế này, hoặc là A không có dấu bằng nữa, đúng không? Thì cả hai cái cách viết đều đều chính xác các bạn nhé.
Ở đây thì chúng ta quan tâm đến một số cái định lý mà liên quan đến, hay là người ta gọi là tính chất của cái vector trên trục ấy, tọa độ của vector trên trên hệ trục. Đó là gì? Nếu như chúng ta có hai cái vector a và vector b có tọa độ tương ứng là a1, a2 và b1, b2 và một cái số thực k nào đó, thì đầu tiên là nếu hai cái vector bằng nhau thì tọa độ của chúng tương ứng bằng nhau, hoành độ bằng hoành, tung độ bằng tung ấy, đúng không? Tung bằng tung, hoành bằng hành. Cái vector a cộng vector b thì được xác định bằng là hoành độ cộng hoành độ, tung độ cộng tung độ. Để ý vào cái sự tương ứng. Đấy. Tương tự như vậy là hiệu của hai vector. Đấy, hiệu của hai vector thì bằng hiệu các cái tọa độ. Một tích một số k nhân vector a thì bằng tích của số k nhân lần lượt với các cái tọa độ của vector a. Cái tọa độ của vector tích ấy. Tiếp theo, chúng ta có cái hai cái vector cùng phương thì chúng ta biết rồi là luôn luôn tồn tại một cái số k để sao cho vector a bằng k lần vector b, đúng không? Đấy, cái vector a bằng k lần vector b. Và vector a mà bằng k lần vector b thì khi đó chúng ta sẽ có được là cái tọa độ tương ứng của chúng thôi, đúng không? Vector a1 bằng k à, quên a1 thì bằng k lần b1, a2 thì bằng k lần b2. Hay là chúng ta có cái tỷ lệ nếu như có cái thằng này khác không nhé. Đấy thì ở đây viết luôn cái này, tức là cái này dùng để mục đích để kiểm tra các cái vector có cùng phương hay không. Dùng cái này kiểm tra thì rất là dễ và rất là nhanh. Cái phần này thầy đã có dịp nói trong cái phần bài tập về hệ trục tọa độ rồi. Các bạn lưu ý. Tiếp theo, chúng ta có tọa độ của một cái điểm đối với một cái hệ trục, thì đối với một điểm M bất kỳ thì tọa độ của điểm M chính là tọa độ của vector OM. Đấy, tức là vector OM mà có tọa độ như thế nào thì tọa độ của điểm M có tọa độ như vậy. Đấy, vậy thì ở đây chúng ta có là cái cặp số xy được gọi là tọa độ của M khi mà vector OM có tọa độ là xy. Đấy, nhấn mạnh lại một lần nữa là tọa độ của điểm M là tọa độ của vector OM, trong đó O là gốc tọa độ. Đấy, các bạn có thể quan sát hình vẽ đây. Và tọa độ của một điểm thì chúng ta ký hiệu là m và m ngoặc xy, đúng không? Số x được gọi là tung độ và cái số x được gọi là hoành độ, chỗ này là hoành độ, xin lỗi các bạn. Số x được gọi là hoành độ và số y được gọi là tung độ của điểm m. Với hai cái điểm A có tọa độ là xaya, B có tọa độ xbib thì khi đó chúng ta có được tọa độ của vector AB. Những cái thứ này thì chúng ta phải ghi nhớ, đấy là điều đương nhiên, đúng không? Tọa độ của trung điểm, tọa độ trung điểm của đoạn thẳng thì đây chúng ta quan sát đấy. Đấy, thì nó bằng trung bình cộng của các tọa độ. Điều này xuất phát từ cái gì ạ? Xuất phát từ cái hệ thức mà chúng ta có là với y là trung điểm của đoạn AB thì cái vector OA này, cộng với vector OB này, đấy, nhân với 1 phần 2 phía ngoài này thì nó bằng cái vector OI. Trong đó chúng ta lấy luôn cái O thì là có thể lấy điểm bất kỳ, nhưng ở đây chúng ta lấy cái điểm này trùng chính vào gốc thì nó sẽ ra được cái hệ thức này, đúng không? Tức là phần lớn cái tọa độ đều xuất phát từ cái vector của mình, để chúng ta hiểu thêm, tức là gắn chặt với cái khái niệm về vector đấy, bởi vì chúng ta biết là tọa độ điểm của nó là tọa độ vector mà. Tiếp tục chúng ta có cái phần tiếp theo, đó là tọa độ trọng tâm của tam giác, cũng rất là quan trọng. Tọa độ trọng tâm của tam giác thì cũng bằng trung bình cộng các cái tọa độ đỉnh, trung bình cộng các tọa độ đỉnh. Và điều này cũng xuất phát từ cái hệ thức liên quan đến vector, đó là gì ạ? Vector OA cộng với vector OB cộng với vector OC, đúng không ạ? Nhân với 1 phần 3 thì bằng cái vector OG. Các bạn có thể viết theo nhiều kiểu khác nhau, nhưng tóm lại là cái này sẽ phải luôn 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 tồn tại như vậy. Đấy. Thì đó là một số cái phần lý thuyết mà chúng ta đã được học từ những lần trước. Và ở đây các bạn để ý. Chúng ta sẽ bắt đầu với cái phần các dạng toán ngay sau đây.
Thầy vẫn chưa thấy các bạn điểm danh cho thầy nhỉ? Ở đề nghị các bạn nào mà đã online thì các bạn vào điểm danh cho thầy nào. Online trên YouTube ạ. Hình như là live stream trên trên YouTube thì các bạn khó tìm hơn trên Facebook thì phải, các bạn không quen. À, tôi cần các bạn có một cái sự tương tác để chúng ta làm việc cho nó có hiệu quả hơn nào. Có lẽ rồi à, như vậy là chúng ta sẽ bắt đầu với cái phần đầu tiên. Chúng ta sẽ bắt đầu với cái phương pháp, các cái dạng toán đầu tiên, đó là dạng toán về liên quan đến trục tọa độ. Thực chất thì trục tọa độ ấy, sau khi mà học xong cái bài này thì gần như là chúng ta sẽ thấy là người ta không nhắc lại nữa. Nhưng mà ở đây các bạn nhớ rằng là người ta chỉ nói nhiều về cái hệ trục tọa độ thôi, chứ ít khi mà người ta nhắc lại về cái trục tọa độ. Tuy nhiên thì bây giờ mình thi trắc nghiệm mà, nên là hoàn toàn những cái kiến thức về người ta có thể hỏi bất kỳ cái phần nào, vì thi trắc nghiệm thì rất là rộng, bất kỳ cái phần nào cũng có thể trở thành cái câu hỏi người ta. Vì vậy là tôi cũng sẽ cố gắng là đưa cái phần trục tọa độ này vào để các bạn hiểu thêm. Đấy. Thì ở đây cái phần liên quan trục tọa độ thì cái phần kiến thức lý thuyết tôi tóm tắt lại một lần nữa ở đây. Đó là trên cái trục OI với cái I là vector đơn vị ấy, thì cái điểm M có tọa độ là x khi và chỉ khi là cái vector OM bằng x lần vector Y, với chú ý là cái I là vector đơn vị. Đấy. Trên trên kia thì là vector E, nhưng mà ở đây thì tôi lấy là vector Y. Tương tự như vậy, cái vector mà có tọa độ là x khi và chỉ khi vector U bằng x lần vector Y. Đấy. Tức là nó bằng x lần vector đơn vị. Độ dài đại số thì các bạn cũng nhìn vào đây rồi, nó bằng cái độ dài đại số, đây là độ dài đại số trên trục chứ không phải trên hệ trục đoạn. Đấy, trên trục thì chúng ta có được độ dài đại số của một cái vector trên trục thì bằng tọa độ sau trừ tọa độ trước, tọa độ trên trục. Đấy, tọa độ của điểm B trừ đi tọa độ của điểm A. Hai cái điểm mà trùng nhau khi chúng có cùng tọa độ, và tọa độ của trung điểm của y của đoạn thẳng AB thì nó chính là xa cộng xb trên 2. Chú ý để tính gọn đấy thì có thể chọn cái gốc tọa độ mới phù hợp với bài toán. Cái chú ý này thì chúng ta sẽ gắn với một cái bài toán cụ thể, nó sẽ tốt hơn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào cái ví dụ đầu tiên. Chúng ta làm cái ví dụ này. Trên cái trục XOX phẩy cho hai cái điểm AB lần lượt có tọa độ là A nhỏ và B nhỏ, tìm tọa độ điểm Y, biết rằng là cái vector IB thì bằng hai lần vector IA. Đây là tọa độ trên trục chứ không phải trên hệ trục. Thì
như thầy đã trình bày vừa rồi thì chúng ta cũng sẽ nhắc một cái bài mà một số bài mà liên quan đến trục tọa độ để chúng ta nhớ lại thôi. Rồi bây giờ thì làm sao để có thể xử lý cái phần này? Người ta phải tìm tọa độ, kể cả là sau này trên hệ trục cũng thế, cứ tìm tọa độ cái điểm nào thì các bạn sẽ gọi cái tọa độ điểm ấy ra, gọi tọa độ điểm Y là XY, đúng không? Bởi vì là ở đây chúng ta chỉ có một trục thôi, gọi tọa độ điểm Y là XY. Khi đó thì chúng ta có được là ở đây thì các bạn phải để ý rằng cái tọa độ của vector, tọa độ của vector, khi đó chúng ta có được cái vector, hoặc là chú ý đến độ dài đại số cũng được. Đấy. Hai cái vector bằng nhau thì đương nhiên cái độ dài đại số của chúng giống nhau, đúng không? Tức là khi đó chúng ta có thể viết được là vector IB ở đây, vector IB thì nó bằng cái gì ạ? Cái vector IB ấy, nếu các bạn mà không quen thì các bạn chuyển thành cái OI cũng được. Chúng ta chuyển thành là OB, OB trừ đi vector OI. Đấy. Vector OB trừ đi vector OI. Mà vector OB thì nó bằng là với cái tọa độ của nó là B như thế này, tức là nó là B lần vector vector đơn vị ấy. Vector đơn vị Y hoặc vector đơn vị E cũng được. Trên trục x thì tôi lấy vector đơn vị là y. Còn ở đây thì chúng ta có là xy lần vector y. Hay nói cách khác, trong trường hợp này chúng ta có thể viết là b trừ đi xy nhân với vector y, vector đơn vị. Đấy. Tương tự như vậy là vector ia cũng thế. Vector ia thì chúng ta viết được dưới dạng dễ dàng là a trừ đi xy nhân với vector y. Vậy hai cái vector này bằng nhau, tức là chúng ta có đây ib bằng hai lần vector ia, ib bằng hai lần vector ia thì cái b trừ a khi và chỉ khi cái b trừ đi xy sẽ phải bằng hai lần a trừ đi xy. Đấy. Và giải cái này ra thì chúng ta sẽ tìm được cái xy của mình. Ở đây thì chúng ta có được là xy sẽ bằng, chúng ta nhân vào và chúng ta chuyển vế sang bên này là 2xy trừ xy là xy, đúng không? Chúng ta có 2a trừ đi b. Đấy. Xy sẽ bằng 2a trừ đi b, đúng rồi. Đấy. Vậy chúng ta có thể kết luận rằng là cái tọa độ điểm y trong trường hợp này nó chính là 2a trừ b. Tọa độ trên trục, tôi nhắc lại một lần nữa là như vậy. Trong lúc mà chờ đợi cái phần này thì tôi vẫn giới thiệu cái phần tọa độ trên trục ở đây. Rồi tiếp tục, chúng ta sẽ tiếp tục với cái bài tiếp theo. Tôi hỏi một chút là các bạn là đang theo dõi livestream thì các bạn có hiểu những gì mà tôi đang trình bày không ạ? Bởi vì tôi không thấy các bạn bình luận mà chỉ có duy nhất một cái em lớp 6 em lên vào em bình luận. Rồi nếu bạn nào mà có thắc mắc gì thì có thể trao đổi trực tiếp nhé. Tôi sẽ chuyển sang cái ví dụ tiếp theo. Và ở đây thì tôi cũng nói luôn là cái phần này thì thường thường là chúng ta sẽ không quan tâm nhiều lắm. Cái phần trục tọa độ ấy, chúng ta sẽ không không để ý nhiều mà chúng ta thường để ý đến cái phần hệ trục nhiều hơn. Tiếp tục chúng ta có trên trục XOX phẩy thì chúng ta có hai điểm AB lần lượt tọa độ là AB, tìm tọa độ điểm M thỏa mãn cái điều kiện này. Sau đó là tìm tọa độ trung điểm Y của AB, sau đó tìm tọa độ X của MB của điểm M sao cho là hai lần MA. Cái điểm M và ở đây và điểm M ở đây là hoàn toàn khác nhau các bạn nhé. Đấy. Thì để ý trong phần này.
Câu A. Thứ nhất là chúng ta tìm cái tọa độ x của điểm M sao cho là vector MA bằng K là vector MB. Đấy. Thì ở đây cũng tương tự như bài vừa rồi thôi. Thực tế là chúng ta có thể tính luôn cái tọa độ của vector ấy, kiểu như vậy. Thì tọa độ của vector MA thì các bạn cứ giống như cái tọa độ đối với hệ trục cũng thế, mà trục cũng thế, chúng ta lấy cái tọa độ sau trừ tọa độ trước, như vậy nó chính là a trừ đi x, đúng không? A trừ x, thực chất nó là a trừ x nhân với cái vector y, vector đơn vị như thế này, kiểu như này. Đấy. Tiếp tục vector MB cũng thế. Đấy, cái này thì tôi đã làm tắt hơn trên với trước rất là nhiều rồi. Chúng ta có b trừ đi x là tọa độ nhân với vector đơn vị y, vector y là vector đơn vị trên trục, tôi nhắc lại như vậy. Thế thì ở đây chúng ta có MA bằng K lần MB, vector MA bằng K lần vector MB. Thì điều này có nghĩa rằng cái A trừ x của tôi sẽ phải bằng K lần B trừ x, đúng không? Với K ở đây là khác một. Tại sao có điều kiện khác một? Là do chính từ đây là chúng ta nhân vào, đúng không ạ? Sau đó chúng ta chuyển vế sang thì chúng ta có được là k trừ 1 nhân x bằng kb k nhân với b trừ đi a. Đấy, như vậy chúng ta tìm được cái tọa độ x ở đây chính là bằng kb trừ a chia cho k trừ 1. Đấy chính là cái tọa độ x của điểm M trên trục. Phần B, tìm tọa độ trung điểm Y của AB. Thì cái này chúng ta có thể làm nhanh thôi, đúng không? Tọa độ trung điểm Y của AB của đoạn AB thì chúng ta cũng chỉ cần lấy cái tọa độ của điểm A cộng tọa độ điểm B chia 2, nó vẫn vẫn giống như thế thôi. Đấy. Hoặc là chúng ta dùng cái hệ thức về trung điểm thì chúng ta chứng minh cho điều đó. Nhưng mà ở đây thì các bạn có thể nhớ nhanh cho tôi rằng là nó chỉ cần là lấy cái tọa độ của A cộng với tọa độ của B chia 2. Đấy. Tọa độ của điểm Y đấy. Thực tế nó cũng xuất phát từ cái đẳng thức mà tôi bảo, nó là bằng thức này. Cái OA 1 phần 2 OA cộng với lại OB thì bằng OY. Thì nó sẽ ra thôi. Tiếp tục chúng ta có cái phần C là tìm tọa độ x của M sao cho thỏa mãn điều kiện này, thì nó cũng khá giống cái phần bên trên này đấy, đúng không? Thì các bạn có thể vận dụng ngay phần bên trên cũng được, lấy k luôn, MA bằng 2 lần MA bằng trừ 5 MB, thì chúng ta có thể viết là trừ 5 phần 2 MB trừ 5 phần 2, tức là ở đây cái số k ấy, nó chính là bằng trừ 5 phần 2. Vậy thì từ đây áp dụng cái phần A, chúng ta có x ở đây chính là bằng trừ 5 phần 2, 5 phần 2 B xong trừ đi A chia cho trừ 5 phần 2 trừ 1. Đấy, chúng ta thay thế vào thôi. Khi đó thì đầu tiên các bạn có thể rút gọn đi, đúng không? Chúng ta có 5B này cộng với lại 2A, chúng ta bỏ dấu trừ đi. Đấy, bên dưới thì chúng ta có 5 cộng 2 bằng 7, hai rút gọn, hai mẫu rút gọn hết. Như vậy chúng ta có được x ở đây bằng 5b cộng 2a trên 7. Đấy, đây chính là tọa độ của điểm M trong cái trường hợp C này. Thì tôi nghĩ rằng cái phần này nó cũng không khó, các bạn có thể làm được cái phần này, đúng không? Vâng, chào bạn Công. Bạn nếu có đoạn nào mà chưa hiểu thì bạn trao đổi lại với tôi nhé. Bởi vì tôi thấy chỉ có một mình bạn trả lời tôi thôi, chứ còn những người khác thì không thấy gì. Mặc dù là vẫn thấy có người xem. Chắc là mấy bạn kia chưa tìm được, hoặc là hơi bị lười, đúng không? Vẫn còn đi chơi ra. Chúng ta tiếp tục với cái bài tập số ví dụ tiếp theo.
Ví dụ tiếp theo. Đấy thì ở đây chúng ta có các cái điểm ABC lần lượt có tọa độ là 5, âm 3, âm 4. Tính độ dài đại số của vector AB, vector BA, vector AC, vector CB, BC. Thì cái này dễ thôi, chúng ta áp dụng luôn đúng không ạ? Chúng ta có độ dài đại số của AB thì bằng tọa độ của B trừ tọa độ của A. Như vậy chúng ta có trừ 3. Đây tọa độ tương ứng đây rồi, chúng ta làm luôn thôi. Trừ 3 trừ 5, kết quả là bằng trừ 8. Độ dài đại số của BA, vector BA ấy, thì nó chính là A trừ B và 5 trừ đi trừ 3. Và kết quả là bằng 8. Độ dài đại số của AC, độ dài đại số của AC thì nó chính là C trừ A. C trừ A là trừ 4 trừ đi 5. Kết quả là trừ 9. Đấy, còn độ dài đại số của BC thì lấy C tọa độ của C trừ tọa độ của B, chúng ta có trừ 4 trừ đi trừ 3 và kết quả là bằng âm 1. Đấy, thì cái phần này chúng ta chỉ cần áp dụng công thức thôi, nó sẽ là ngay. Chúng ta tiếp tục với cái ví dụ tiếp theo. ABC lần lượt có tọa độ là A nhỏ, B nhỏ, C nhỏ, tìm cái tọa độ Y sao cho. Thế thì cái này cũng 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 không khó khăn gì đúng không ạ? Chúng ta nhớ rằng là như thế này có nghĩa rằng là cái vector IA, tôi gọi cái điểm Y có tọa độ là XY. Đấy. Thì khi đó cái vector IA sẽ có tọa độ là A trừ XY. Đúng không ạ? Đó bằng AXY là vector đơn vị Y ạ. Tương tự như vậy, IB cũng thế. B trừ đi XY đơn vị Y. Và vector IC cũng vậy. IC thì bằng C trừ đi XY lần vector đơn vị Y. Như vậy nếu cộng vào mà bằng vector 0 thì đương nhiên là tổng A trừ XY cộng với B trừ XY cộng với C trừ XY, tổng của ba thằng này phải bằng 0. Điều này có nghĩa rằng là cái IA cộng IB cộng IC bằng vector 0 ấy, thì chứng tỏ cái điều này. Để tôi viết ở đây thì chẳng hạn IA cộng IB cộng IC bằng vector 0 khi và chỉ khi. Điều này có nghĩa là cái xy của tôi sẽ bằng A cộng B cộng C trên 3. Đấy. Nó sẽ không khó khăn gì đúng không? Tọa độ nó rất là thú vị ở cái chỗ là chúng ta sẽ đại số hóa tất cả những cái yếu tố hình học. Lát nữa chúng ta sẽ nhìn rõ hơn. Rồi, cái bài tập mà ví dụ tiếp theo mà các bạn quan sát ở đây. Người ta cho các cái điểm ABC lần lượt có tọa độ là âm 5, 2, 4. Tìm tọa độ của điểm M thỏa mãn một trong các cái điều kiện sau. MA cộng MB cộng MC bằng 0. Thì chúng ta vừa mới làm rồi. Đấy. Chúng ta cũng gọi tọa độ thôi. Trong trường hợp A thì các bạn tự tính nhé. Tôi lấy luôn cái tọa độ điểm M để các bạn rõ. Gọi tọa độ điểm M là XM, thì khi đó điểm M trong trường hợp thứ nhất này nó sẽ có tọa độ là tổng trừ 5 cộng với 2 cộng với 4 trên 3. Và đây nó tương tự như phần trên ấy, đúng không? Điểm M đây trong trường hợp này nó sẽ có tọa độ là cái này là 6, 6 cộng âm 5 bằng 1, 1 phần 3. M có tọa độ là 1/3. Còn cái phần B thì đương nhiên chúng ta cũng làm như trên, chúng ta tính cái tọa độ của vector MA. MA là âm 5. MA là âm 5 trừ đi XA. Xin lỗi, trừ đi m, trừ đi m nhân với vector đơn vị y, và mb cũng thế, mb sẽ là
2 trừ đi xm nhân với vector đơn vị y tọa độ. Tiếp tục là mc cũng vậy, 4 trừ đi xm với m, xm là tọa độ của điểm m, nhân với vector đơn vị y. Khi đó thì chúng ta có được là hai lần vector MA cộng với lại 4 lần vector MB cộng với 3 lần vector MC thì bằng vector 0. Điều này có nghĩa rằng là chúng ta chỉ nhân cái hệ số vào đây thôi. 2 nhân với trừ 5 trừ xm cộng với 4 nhân với 2 trừ xm cộng với 3 nhân với 4 trừ xm sẽ phải bằng 0. Từ đây thì chúng ta sẽ tính được đúng không? Trừ 2 này, trừ 4 này, trừ 6 mới trừ 3 này, trừ 9. Chúng ta có 9 lần xm bằng, chúng ta có trừ 10, trừ 10 mới lại 8 là trừ 2, trừ 2 12 là 12, đây là 10 đúng không ạ? Đấy, chúng ta có 12, 20, 20 trừ 10, 10 đúng không? Như vậy chúng ta có ở đây là xm bằng 10 phần 9. Hay là điểm M có tọa độ là 10 phần 9. Đấy. Thì đây là một cái số, cái ví dụ tiêu biểu cho cái phần tọa độ của điểm trên trên cái hệ trục, à trên nữa, điểm trên trục. Đấy thì cái phần này tôi cũng chỉ muốn nhắc qua để các bạn nhớ thôi. Còn cái phần trọng tâm của mình vẫn là tọa độ của điểm trên hệ trục. Tọa độ trên hệ trục. Rồi, bây giờ thì các bạn sẽ tiếp tục chuyển qua cái giảng toán tiếp theo cho thầy. Đây là một số cái bài tập mà các bạn có thể tự luyện nhé. Ở đây thì tôi sẽ để các bạn có thể chép nhanh đúng không ạ? Hoặc là các bạn dừng màn hình lại để các bạn chép, sau đó các bạn làm sau. Đấy. Đấy là một số cái bài tập nó mang tính chất tự luyện, các bạn có thể luyện thêm về cái phần trục tọa độ này. Tôi để dừng ở đây một chút để cho các bạn cùng quan sát. Hoặc là các bạn có thể dừng lại để các bạn chép cái bài vào. Rồi. Đấy. Chúng ta sẽ chuyển sang cái phần quan trọng, đó là các cái dạng toán mà liên quan đến hệ trục tọa độ. Tôi cũng để cái phần lý thuyết này lại để các bạn là cái hệ trục tọa độ thì chúng ta làm quen rồi, nhưng ở đây thì chúng ta nhớ rằng là người ta đưa ra để cho các bạn hình dung lại là cái gốc của cái hệ trục tọa độ là người ta xuất phát từ đâu, lại chính là cái vector mà các bạn đang học đúng không? Thì một số phần lưu ý tôi viết ở đây, các bạn cùng kiểm tra và quan sát lại. Chúng ta sẽ đi vào cái bài tập ví dụ. Rồi, chúng ta có cái ví dụ sau. Có lẽ là tôi sẽ bỏ cái này đi cho nó đỡ vướng. Chúng ta có cái ví dụ sau: trong mặt phẳng tọa độ xy, xác định các cái điểm A có tọa độ 13, B có tọa độ 24, C có tọa độ âm 12, D có tọa độ 2 âm 21, E có tọa độ 05 và F có tọa độ là 50. Cái này thì chúng ta chỉ vẽ trên hệ trục tọa độ thôi nhé. Cái bài này nó mang tính chất luyện cho một số bạn mà còn chưa quen vẽ thì chúng ta vẽ được đúng không? Đấy. Rồi, bây giờ thì
Và bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái hệ trục tọa độ trong cái phần này. Vẽ thì nó hơi lâu tí, nhưng mà nếu bạn nào không biết vẽ thì cố gắng luyện thì vẽ được, đúng không? Khó nhất ở đây là cái tọa độ của vector này để các bạn nhìn, bởi vì là các bạn chưa quen với tọa độ của vector. Nhưng còn tọa độ của điểm thì chắc là các bạn quen rồi. Tôi sẽ lấy tiện lấy luôn cái thằng này. Thực tế là trên hai trục thì các bạn có thể vẽ nó không bằng nhau. X O Y đấy, thì ở đây đối với một số bạn chưa biết thì các bạn để ý ví dụ điểm A này của tọa độ 1,3 ấy, thực tế là các bạn đỗ vào lớp 10 thì chắc là không còn lạ lẫm gì với cái điểm của tọa độ 1,3 cả. Nhiều hoành độ bằng 1 đúng không? Chúng ta đi theo hướng hoành độ là 1, sau đó thì chúng ta đi theo hướng tung độ lên 3 đơn vị. À, đây chính là tọa độ của điểm A. Điểm B có tọa độ là 2 âm 4. 2 âm 4 đây. Đây là 3. Đây là trừ 4. 2 âm 4. Đây, đây chính là tọa độ của điểm B. Tọa độ của điểm B. Tiếp tục chúng ta có cái tọa độ của các cái điểm khác, các bạn có thể tự lấy tiếp nhé. Thằng này thì tôi không nói lại nữa. Bây giờ thì tôi quay trở về với cái tọa độ của vector. Tọa độ của vector là cái mà các bạn sẽ gặp khó khăn. Ở đây thì cái phần thứ hai người ta cho điểm M có tọa độ là 22. Điểm M có tọa độ là 22. Điểm M đây. 22. Tiếp đó bây giờ các bạn sẽ xác định cái vector MA chẳng hạn. MA mà có tọa độ là 1,3. Thì thực chất là các bạn sẽ phải vẽ cái gì? Vẽ cái tức là xác định cái điểm A thì sao cho vector A có tọa độ là 1,3. Đấy. Vậy thì các bạn biết là tọa độ của vector MA thì sẽ bằng tọa độ của điểm A trừ tọa độ điểm M. Vậy M đây rồi, điểm M đây rồi. Bây giờ tôi xác định cái điểm A thôi. Thì ở đây chúng ta nếu mà các bạn nào mà chưa chưa tinh tường mà nhìn được hàng ngày á thì các bạn có thể để ý rằng là tóm lại là xa trừ đi xm thì ra cái thằng này, đúng không? Vậy tôi chỉ cần lấy cái tọa độ của thằng này cộng với tọa độ của điểm M thì sẽ ra tọa độ của điểm A. Hay nói cách khác ở đây tọa độ của điểm A sẽ là 3 này và 5. Đấy, x bằng 3, y bằng 5, 3, 4, 5. Đấy, 3, 5. Đây chính là vị trí của điểm A và vector của chúng ta đây. Vector MA. Đấy, tương tự như vậy là cái điểm B cũng thế. Chúng ta chỉ việc là cộng tọa độ vào thôi, đúng không? Lấy cái thằng này cộng tọa độ điểm M cộng với tọa độ của cái vector này thì ra tọa độ điểm B. Như vậy chúng ta có 2 cộng 2 bằng 4 này. 2 cộng với âm 4 bằng âm 2, đúng không? Chúng ta có cái tọa độ là 4 âm 2. X bằng 4 này. Y bằng âm 2 này.
đây chính là tọa độ của đèn B, và vector MB là cái vector này, vector MB. Đấy, tương tự như vậy thì các bạn có thể làm các cái phần khác và các bạn tự tự làm nó vỡ được. Thế bây giờ đặt ra trường hợp giả sử mà người ta không cho tọa độ điểm M mà người ta lại cho tọa độ điểm A chẳng hạn, thì các bạn cũng chỉ cần lấy tọa độ điểm A xong trừ đi cái tọa độ của vector thì sẽ là tọa độ điểm M, và xác định cái vector ở trên hình vẽ chính là xác định cái gì, chính là xác định cái tọa độ của các cái điểm đầu bút ấy. Đúng không? Tiếp theo là người ta yêu cầu vẽ hai cái vector tùy ý, sau đó là xác định cái tọa độ của chúng, vẽ hai vector bằng nhau. Thì cái này thì người ta muốn khẳng định cho các bạn rằng là hai vector bằng nhau thì cái tọa độ tương ứng của nó sẽ bằng nhau, kiểu vậy, tọa độ tương ứng của chúng sẽ bằng nhau. Ở đây thì tôi có thể lấy thử cho các bạn, tôi lấy cái vector thứ nhất là cái vector MA này, tôi để nguyên đi, đúng không? Và cái vector tôi lấy ở đây là cái vector tôi gọi điểm này là điểm CDEF, có rồi, tôi gọi điểm này là điểm I và điểm này là K đi. Thì khi đó tôi có được cái vector IK đây, đó sẽ bằng cái vector MA. Để tôi xem cụ thể có đúng không. Tôi có điểm I thì có tọa độ là 0,2. Đấy. Còn điểm K thì có tọa độ là 1,5. Như vậy bây giờ nếu như tôi lấy cái vector IK thì vector IK của tôi sẽ có tọa độ là 1 trừ đi 0 bằng 1, 5 trừ 2 bằng 3. Như vậy nó có tọa độ 1,3 bằng cái vector MA. Đấy, thì cái này chỉ người ta chỉ muốn khẳng định cho các bạn rằng là chúng ta nếu như chúng ta có hai cái vector bằng nhau thì tọa độ của chúng luôn luôn bằng nhau. Nó sẽ không phụ thuộc vào cái tọa độ của điểm đầu, điểm cuối. Đấy. Nó không phụ thuộc vào tọa độ điểm đầu, điểm cuối. Tọa độ của vector hai vector bằng nhau ạ. Không sao đâu bạn. Kệ họ. Bạn bạn Công có vấn đề gì không ạ? Các bạn có thắc mắc gì không? Các bạn đang xem có thắc mắc gì không ạ? Nếu có thắc mắc gì thì nói với tôi nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục. Như vậy là các cái phần còn lại các bạn có thể, cái phần này thì giống như chúng ta làm quen và chúng ta hiểu cái vector nó nằm ở đâu, có vector nó như thế nào thôi. Bây giờ chúng ta tiếp tục chuyển sang cái ý thứ hai. Tìm tọa độ của các cái vector AB, vector UV và vector N ở trên hình này. Đấy. Thì bây giờ để xác định tọa độ thì chúng ta nhìn sẵn ở đây chúng ta có cái trục, hệ trục tọa độ người ta cho sẵn rồi, và các bạn chỉ việc xác định 1 này, 2 này, 3, 4 này. Đấy, tôi điền sẵn vào đây để cho các bạn -2 -3 -4 1 2 3 -1 -2 -3 -4. Đấy. Thế thì đầu tiên chúng ta sẽ xác định cái tọa độ của vector A trước nhé. Để xác định tọa độ vector A thì chúng ta sẽ xác định cái điểm đầu và điểm cuối của nó thôi. Các bạn nhìn đây các bạn sẽ thấy. Đúng không? Thứ nhất là cái vector A này, cái điểm đầu của nó, vector A trước nhé. Thì các bạn nhìn thấy cái điểm đầu của nó sẽ có tọa độ là 4, 4, còn tọa độ điểm cuối là 2, 1, đúng không? Như vậy cái tọa độ của vector, hoặc là chúng ta lấy cái này cũng được, lấy cái đây cái điểm cuối đây. Đây chúng ta lấy cái hiệu, đúng không? Chúng ta lấy cái điểm ngọn trừ đi điểm gốc, tọa độ điểm gốc ấy, hoành độ tương ứng chụp hoành độ 2 trừ đi 4 thì còn -2. Tiếp tục là 1 trừ đi 4. Đúng không ạ? Hoành độ trừ hoành độ 2 trừ đi 4 ở đây này, tương ứng 1 trừ đi 4 ở đây -3.
Như vậy vector A có tọa độ là trừ 2, trừ 3. Trừ 2, trừ 3 các bạn nhé. Tương tự như vậy, vector B thì các bạn nhìn đây, đúng không? Chúng ta có cái điểm gốc thì là âm 4, âm 1. Còn điểm ngọn thì là âm 4, âm 4. Tôi ghi ra đây để cho các bạn nhìn rõ không, các bạn sẽ lại. Cái điểm này này là âm 4 này, âm 1 này. Đúng không ạ? Còn cái điểm này thì có tọa độ là âm 4, âm 4. Đấy, chúng ta lấy tọa độ điểm ngọn trừ đi tọa độ điểm gốc thì chúng ta sẽ có được là cái vector B này có tọa độ là 0 trừ 4 trừ đi trừ 1 thì là trừ 3. Tương tự như vậy là vector U chúng ta có cái điểm này. Điểm này có tọa độ là âm 4, 1. Điểm gốc ấy. Còn điểm ngọn của nó có tọa độ là âm 1, 3. Âm 1, 3. Như vậy thì cái vector U sẽ có tọa độ là âm 1 trừ đi 4 trừ đi trừ 4 là bằng 3. 3 trừ 1 bằng 2. Đúng không ạ? Nó có tọa độ là 32. 32. Đấy. Cái vector V tương tự nhé. Đấy, thì các bạn đã hiểu được cách xác định rồi thì các bạn cứ thế các bạn làm thôi. Thực tế là chúng ta cũng có thể đoán được cái mà. Ví dụ như là cái thằng này mà nó song song với trục OI thì cái x của nó bằng 0 là gì? Kiểu như thế. Tôi sẽ xác định nốt cái tọa độ của vector V để các bạn tiện theo dõi. Chúng ta có cái tọa độ điểm này là trừ 3, 4. Tọa độ của điểm ngọn là 1, 4. Trừ 3 này, 4 này, 1, 4 này, đúng không? Vậy thì khi đó cái vector V của chúng ta sẽ có tọa độ là 4 này. 4 trừ 4 là 0, đấy, 4, 0. Rồi. Như vậy còn lại một cái vector nữa là vector n thì các bạn tự xác định đấy. Các bạn cứ lấy cái tọa độ của điểm ngọn trừ đi tọa độ của điểm gốc. Thế là được. Rồi cái bài tập ví dụ tiếp theo thì chúng ta sẽ xác định cái tọa độ của vector dựa vào cái định nghĩa liên quan đến hai cái vector đơn vị easy. Thì chúng ta nhớ rằng là nếu như cái vector u mà bằng x lần vector y cộng với y lần vector g. Đấy. Y lần vector g. Thì khi đó cái vector u sẽ có tọa độ là xy. Chúng ta rất là dễ dàng thôi. Đầu tiên chúng ta có vector 0 thì có tọa độ là 0 0 bởi vì nó được viết thành 0 lần vector x cộng 0 lần vector y mà. Đúng không? Cái vector thứ hai là vector y. Đấy. Vector y thì vector là 1, vector y cộng với 0 lần vector g. Cái này tôi nói rõ rồi và nó có tọa độ là 1, 0. Còn vector g thì tương tự có tọa độ 0, 1. Vector y cộng g thì sẽ có tọa độ là 1, 1. Đúng không? 1, 1. Đấy. Vector g trừ 2y thì cái này hơi đảo ngược lại một chút nên các bạn phải cảnh giác. Đúng không? Nó sẽ là trừ 2, 1. Đấy. Tôi hy vọng là các bạn tương tác với tôi phần này để có thể trả lời nốt những cái phần còn lại. Rồi, rất tốt. Bạn là bạn bạn công tiếp tục đi ạ. Rồi, trừ 2, 1, đúng rồi. Tiếp tục. Điểm tiếp theo.
Cái kia chắc là không không viết được bằng viết được vào bình luận đúng không? Cái căn đấy, ký hiệu căn đấy. Tiếp theo là 1 phần 2 âm 7 đúng không? Tiếp theo nữa là căn 3 trừ 0,1. Tiếp theo nữa là 2 0 0 âm 3. Rồi đúng rồi. 0 âm 3. 3 trừ 4. 0,2 và căn 5. Ok, nhất trí. Rồi cái gì không biết được bạn cứ viết bằng chữ cho thầy, thầy đọc được. Rồi cảm ơn bạn. Như vậy là phần phần vừa rồi thì tốt rồi đúng không ạ? Chúng ta sẽ tiếp tục với cái bài tiếp theo nhé. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang cái dạng toán tiếp theo trong phần này. Tôi sẽ có lẽ là tôi sẽ ghi nhanh ra đây để cho các bạn tất cả những bạn khác mà không quan sát được các bạn có thể hình dung là cái tiếp theo là 1 phần 2 y và trừ 7z thì nó là tọa độ là 1 phần 2 trừ 7 này. Tiếp theo là căn 3y trừ 0,1z thì nó sẽ có tọa độ là căn 3 này, trừ 0,1 đúng không? 2y thì sẽ có tọa độ là 20 này. Đấy. Trừ 3z thì sẽ có tọa độ là 0 trừ 3 này. 3y trừ 4z thì sẽ có tọa độ là 3 âm 4. Tiếp theo là 0,2y cộng với lại căn 5z. Căn 5z thì nó có tọa độ là 0,2 căn 5. Đấy. Rồi như vậy là cái phần thứ nhất đã xong. Bây giờ chúng ta tiếp tục làm một cái phần làm ngược lại. Chúng ta sẽ chuyển từ cái tọa độ của vector thành là cái biểu thức liên quan đến hai cái vector đơn vị y và z. Thì đầu tiên chúng ta có là vector u là 2, tọa độ là 2 âm 3. Vậy thì cái vector u có thể viết thành là 2y trừ 3z đúng không? Chúng ta vận dụng chính cái trên này. Tương tự những phần khác, tôi nghĩ là chúng không sẽ không khó khăn gì đúng không? Phần B thầy viết luôn nhé, phần B thầy viết luôn là trừ y này cộng với lại 4z này. Phần C 2y phần C là 2y cộng với 0z thì bằng 2y luôn đúng không? Hai lần vector y luôn. Đấy là phần C. Phần D 0y trừ z thì sẽ là trừ z đúng không? Phần E 5y. Phần F 11z. Phần G đương nhiên là vector 0 rồi đúng không? Phần H 2y cộng với lại 2z. Đấy. Quên xin lỗi, cái này là 0. Vector EZ thì là 0y cộng với lại 0z. 0y cộng với 0z. Rồi, như vậy là cái này thì chỉ là cái phần làm quen thôi, đúng không? Và đương nhiên là cái phần làm quen này sẽ giúp cho mình hiểu rõ các cái dạng toán mà liên quan đến dạng toán đơn giản, cái biểu thị vector, tọa độ của vector và tọa độ của ngược lại, tọa độ theo cái các vector đơn vị, đúng không? Chúng ta có thể biểu diễn được. Rồi. Và đây là một số cái bài tập mà các bạn có thể tự luyện. Tôi sẽ để dừng lại đây một lúc. Đấy, các bạn có thể là
chép lại sau cũng được nhé. Chép lại các bài tập này sau để các bạn hoàn thành. Và bây giờ chúng ta chuyển tiếp sang cái phần cái dạng toán thứ ba, đó là dạng toán về các cái phép toán vector trên cái trục tọa độ, hệ trục tọa độ. Thì ở đây có một cái bài toán đó là biểu diễn, hay là người ta gọi là phân tích vector C theo các cái vector A và vector B. Với cái việc là chúng ta biết cái tọa độ của AB, biết cái tọa độ C rồi, đúng không? Chúng ta biểu diễn theo như thế nào? Thì ở đây người ta sẽ giả sử cái vector C đấy bằng M lần vector A cộng N lần vector B. Thì khi đó chúng ta sẽ tính cái này theo cái tọa độ của vector MA cộng với NB theo MN và A1, A2B1, B2. Khi đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái đẳng thức, tức là hai cái vector bằng nhau thì tọa độ tương ứng của chúng bằng nhau. Hai vector này, vector C và vector MANB này. Đấy, thì chúng ta sẽ tìm ra được cái biểu diễn, tức là tìm được MN, tức là tìm được sự biểu diễn. Nó cũng khá là đơn giản thôi, đúng không ạ? Thì bây giờ, trước hết là cái bài tập, cái ví dụ đầu tiên cho cái phần này, đó là tính tọa độ của các cái vector tổng, vector mà người ta đã nêu ở đây. Thì chắc là không khó khăn gì rồi, đúng không? Chúng ta lưu ý là cái này thì để luyện cho nó nhanh. Vector U cộng vector V thì hoành độ cộng hoành độ. Còn tung độ thì sẽ bằng tung độ cộng tung độ trừ 2 cộng với 4 là 2. Đấy. Như thế thôi. Khá đơn giản. Vector U trừ V. Trừ U trừ V nó khác. Thì việc lấy tọa độ của U trừ đi tọa độ của V nó sẽ khác với. Tức là cái này thì các bạn hay nhầm lẫn với lại cái tọa độ điểm. Xong rồi quá trình làm thì hết sức là cẩn thận. Chúng ta có là cái này là 7, 3 trừ đi 7 bằng trừ 4 này. Trừ 2 trừ đi 4 bằng trừ 6. Tiếp tục là 8 lần vector U là một số nhân vector U thì là 24 này, âm 16 này. Đấy, chúng ta nhân cái số vào. 3U trừ đi 4V. 3U trừ 4V thì chúng ta biết rồi, chúng ta sẽ nhân tọa độ 3 nhân 3 bằng 9. Trừ đi 28, 4728, 3 nhân với lại, tôi viết lại, trừ đi 4V tức là 4 nhân 7. Tung độ của nó sẽ là 3 nhân âm 2, trừ đi 4 nhân 4. Và tọa độ của cái thằng này chính là 99 trừ đi 28 thì còn lại là trừ 19. Còn cái thằng này là trừ 6, trừ 16, là trừ 22. Đấy thì các phần khác các bạn có thể tự tính. Cái phần này nó không khó khăn lắm. Nên là tôi cũng chỉ làm sơ qua một số phần thôi. Rồi. Tốt. Tiếp tục. Cái này nếu mà tập tính nhanh được thì bạn nên tính nhanh được một chút. Nhầm ở đâu ạ? Nhầm ở phần nào? Rồi. Cái này chỉ luyện thêm nhé. Các bạn có thể tự tính lấy, đúng không? Bây giờ chúng ta chuyển qua cái dạng bài tập tiếp theo. Chúng ta chuyển qua cái dạng bài tập này. Ở đây thì người ta cho cái vector A, B, B, C, đúng không? Chúng ta tính tọa độ của vector U, sau đó tính tọa độ của vector V, sau đó là tìm cái K và M để sao cho C bằng K nhân cộng với MB, phân tích vector đấy, kiểu vậy. Thì trước hết là tính tọa độ thì nó cũng khá giống với cái bài trên. Cái vector U
bằng 2 lần tọa độ của vectơ A trừ 3 lần B cộng với vectơ C. Thì các bạn có thể tính tọa độ, đúng không? 2 nhân với 2 này trừ đi 3 nhân với 3 này cộng với lại 1 nhân với 7, tức là cộng 7, đúng không? Đây là tung độ, à đây là hoành độ. Tung độ thì sẽ là 2 nhân 1 trừ đi 3 nhân với 4 cộng với 2. Đấy. Thì chúng ta dễ dàng tính được. Ở đây tôi tính gộp. Các bạn thích tính chậm chậm cho nó ra được kết quả cũng được. Chúng ta có 4, 4 trừ 9 bằng trừ 5 cộng 7 bằng dương 2. Chúng ta có 2, 2 là 4, còn cái này là 12. Vậy là kết quả là cái này trừ 8. Đấy, kiểm tra lại cho thầy xem kết quả là chính xác chưa. Chúng ta có phần B. V cộng với vector A, vector V cộng vector A bằng vector B trừ đi vector C. Thì ở đây có hai cách. Một là bạn gọi cái vector V có tọa độ xy. Đấy, sau đó các bạn tính tổng theo xy, tính cái vector V cộng vector A tọa độ theo xy. Và vector BC bên đây thì các bạn cũng tính được rồi, tính tọa độ. Đấy là một cách. Thì chúng ta sẽ giải hệ và tìm lấy xy, đúng không? Cách thứ hai mà các bạn có thể tiến hành đó là chúng ta sẽ rút cái vector B, cái vector V từ đây ấy, chúng ta có cái quy tắc chuyển biến đổi dấu, đúng không? Chúng ta sẽ có được nó bằng vector B trừ vector C trừ vector A, kiểu như vậy. Thế thì khi đó chúng ta sẽ có được là cái vector B nó có tọa độ là 3 này, đúng không? Trừ đi C là trừ 7 này, trừ A là trừ 2 nữa này. Đấy. Chúng ta cứ theo cái quy tắc thế thôi. Chúng ta có B là bằng 4 này trừ đi C là bằng 2 này trừ đi A là bằng 1. Như vậy chúng ta có là trừ trừ 6, đúng không ạ? 3 trừ 9. 4 trừ đi 3 bằng 1. 6. Khá là dễ. Rồi. Bạn công tính rất tốt, tiếp tục. Bạn bạn tiếp tục cái phần sau đi ạ. Tiếp tục cái phần cái thằng C đi. Đấy, cái phần còn lại là chúng ta sẽ phần C này. Đấy thì người ta cho cái dạng như thế này thì chúng ta để ý rằng là trước hết chúng ta sẽ có là k lần vector A cộng với m lần vector B. Chúng ta phải tìm km mà, nên là chúng ta sẽ tính ở đây. K vector A tức là k nhân 2 cộng với mb tức là cộng m nhân 3. Đây là hoành độ. Tung độ là k nhân 1 là k cộng với mb là m nhân 4. Đấy. Đây là tọa độ của vector này. Và đương nhiên cái vector C chúng ta có sẵn rồi. Vector C có tọa độ là 7, 2. Đấy. Như vậy thì vector C mà bằng KA cộng với MB khi nào? Khi tọa độ tương ứng của chúng bằng nhau. Tức là chúng ta có 2K cộng với 3M thì bằng 7. K cộng với 4M thì phải bằng 2. Chúng ta giải cái phương trình này, giải cái hệ phương trình này. Chúng ta nhân phương trình dưới với 2 đi, đúng không? Nhân với 2 thì chúng ta được là 2k 8, 8 trừ đi 3 bằng 5. 5m. 5m bằng 2 là 4, 4 trừ đi 7 là trừ 3. Đấy. Và chúng ta thay vào cái dưới, chúng ta giữ lại cái này k bằng 2 trừ đi 4m này. Chúng ta sẽ tìm được là m ở đây bằng trừ 3 phần 5. Còn k ở phần dưới này chúng ta tìm được là 2 trừ trừ thành cộng 12 phần 5. Đúng ạ. Rồi. Như vậy
Từ đây chúng ta tìm được là m ở đây bằng trừ 3 phần 5 và k thì bằng 12 là 22 đúng không? 22 phần 5. Đấy các bạn, bạn công thử tính lại xem có chuẩn xác không. Đúng rồi, chính xác. À, rất là chuẩn luôn. Rồi bây giờ chúng ta cùng chuyển qua cái bài tập mà tiếp theo. Chúng ta cùng chuyển qua cái bài tập ví dụ tiếp theo. Cho ba cái vector ABC và người ta yêu cầu là biểu diễn cái vector P qua các cái vector AB. Vector P như này qua vector. Đấy thì ở đây là cái vector P là cái vector thứ ba mà yêu cầu là biểu diễn qua AB thôi chứ không phải là biểu diễn qua qua ABC, viết theo ABC rồi. Như vậy thực chất ở đây là cái gì? Thực chất ở đây là các bạn sẽ phải viết cho tôi cái một là tính cái tọa độ vector P. Đấy, sau đó là biểu diễn theo AB. Hai là chúng ta có thể biểu diễn C qua AB, sau đó là chúng ta lại cộng nó vào đây thì chúng ta sẽ được ngay. Đấy là hai cái cách. Nhưng mà ở đây thì có tọa độ rồi nên chẳng tội gì chúng ta không tính cái tọa độ của P luôn cho nó dễ, đúng không? Tọa độ của P ở trong trường hợp này chúng ta có được nó là 3 cộng với 1 cộng với âm 1, đúng không? Tung độ sẽ là âm 1 cộng với âm 2. Âm 1 cộng với âm 2 cộng với 7. Như vậy chúng ta có tọa độ là 3 4. Đúng không? 3 4. Đấy là tọa độ của P. Thế thì bây giờ chúng ta gọi thôi. Gọi cái điểm gọi cái vector P này được biểu diễn bằng m lần vector A cộng với n lần vector B. Thì chúng ta tính cái vector MA cộng với NB. Tính cái vector này. Vector này sẽ có tọa độ là bao nhiêu nhỉ? Chúng ta có được là 3M này, đúng không? 3M cộng với N. Đây là hoành độ, tung độ thì sẽ là trừ M trừ 2N. Đấy, chúng ta tính nhập nó nhanh một chút. Rồi, từ đây thì chúng ta có hệ phương trình, đúng không? Vì là P bằng M, chúng ta có được hệ do P bằng M lần vector A cộng N lần vector B. Nên chúng ta sẽ có được nó chính là 3M cộng với N thì bằng 3. Đấy. Trừ M trừ 2N thì bằng 4. Rồi, đến đây thì các bạn nhân phương trình trên với 2. Sau đó cộng hai vế lại. 2 ở đây là 6, 6 cộng với 1 là trừ đi 1 là 5. Chúng ta có 5m. 2 là 6, 6 cộng 4 bằng 10. 5m bằng 10. Đúng không? Chúng ta cộng từng vế lại. Còn n ở đây thì chúng ta có thể viết thành là 3 trừ 3m. Dễ dàng chúng ta tính được là m đây bằng 2 và n đây bằng 2, 3 là 6, 3 trừ đi 6 bằng trừ 3. Vậy là cái vector P của tôi sẽ được biểu diễn thành là 2 lần vector A trừ đi 3 lần vector B. Đấy, bạn công đã rõ chưa? Rồi, rất tốt. Bạn còn ra rất là nhanh nữa, đúng không? Chuẩn luôn. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với cái bài tập tiếp theo. Xét các cặp vector sau đây có cùng phương không? Một cái xét cùng phương cũng là một cái rất là quan trọng trong cái phần này. Để xét được cùng phương thì tôi đã có một lần chỉ cái phương pháp làm ở đây rồi đấy, đúng không? Đó là chúng ta sẽ nếu như không có cái chỗ bằng không thì chúng ta sẽ tức là nếu làm bài trắc nghiệm thì chúng ta sẽ làm nhanh, đó là gì ạ? Chúng ta lấy hoành độ chia hoành độ, tung độ chia tung độ. Ví dụ như cái cặp đầu tiên chúng ta thấy là 2 chia cho âm 10. Đấy.
và chúng ta so sánh với lại 3 chia cho âm 15. Thì chúng ta đều thấy rằng là cái thằng này bằng 1 phần âm 5 hay là âm 1 phần 5 cũng thế, và thằng này cũng thế, đúng không? Nên là cái này là cùng phương. Như vậy là cặp này là cùng phương, cặp thứ nhất cùng phương. Đấy, cặp thứ hai, ví dụ cặp này, cặp B này, thì nó lại có thêm cái số 0. Đâm ra là khi mà làm chúng ta sẽ gặp khó khăn, đúng không? Chúng ta sẽ không có cái phép không chia không. Nhưng để ý rằng là các bạn cứ quan niệm rằng là cái không chia không ấy thì nó sẽ bằng mọi cái tỷ số kiểu như vậy, thì chúng ta sẽ thấy ngay là cái hai cái thằng này cũng là hai vectơ cùng phương. Đấy. Không chia không nó sẽ bằng 5 chia 8 kiểu như vậy. Đấy. Đây đây là cách viết hình thức thôi. Nhớ rằng là không chia không thì các bạn coi như là nó bằng bằng mọi cái vectơ nhé. Bạn quên, bằng mọi cái tỷ số khác. Như vậy trong phần này chúng ta có được cái cặp thứ hai này cũng cùng phương. Cặp thứ hai cũng cùng phương. Nhưng mà về ngược hướng hay không ấy thì các bạn quan trọng là cái số số các bạn chia đây. Đấy. Thế thì cái số này là số âm. Số này là số âm. Như vậy thì cái này sẽ là ngược hướng. Người ta hỏi cả hướng mà. Ngược hướng. Còn cái số này khi các bạn chia ra thì nó là bằng 0 chia 0 bằng 5 phần 8 ấy, đúng không? Tức là chúng ta chỉ cần nhân với 5 phần 8 vào đây thì chúng ta được. Nhân 5 phần 8 vào cái V này thì được cái vectơ U. Như vậy cái này là cùng hướng. Cùng hướng. Tiếp tục. Cái này chúng ta có được là trừ 2 trên trừ 2 trên trừ 6 và một cái là 1 trên 3, thì hai cái này bằng nhau. Nhưng bằng bằng ở đây là số dương. Như vậy cái này cũng là cùng phương và cùng hướng đúng không? Chúng ta có cùng phương, cái này cùng hướng luôn. Đấy. Còn cái thằng này là 3 trên 6 và 4 trên 9. 3 trên 6 xin lỗi. 3 trên 6 chính là bằng 1 phần 2, đúng không? Còn cái này 4 trên 9 thì rõ ràng là không bằng được. Như vậy cái này là không cùng phương. Không cùng phương thì người ta sẽ không xét đến hướng được. Không cùng phương. Tiếp tục. Chúng ta có cái tìm tham số để các cái vectơ sau cùng phương. Thì cái này cũng khá dễ thôi, nếu mà các bạn muốn làm nhanh theo kiểu trắc nghiệm ấy. Còn làm từ từ thì chúng ta cứ lấy là u bằng gì k lần ở đây có k rồi thì chúng ta lấy cái tham số khác đi, u bằng m lần v chẳng hạn. Còn không thì chúng ta cứ chuyển thành tọa độ này. Vector u ở đây có tọa độ là 1/2 5. Đấy, vector v có tọa độ là k âm 4. Như vậy thì từ đây chúng ta có được là gì ạ? Hai cái vector này cùng phương. U v cùng phương. U v cùng phương khi nào? Khi chúng ta có cái tỷ số đó là 1/2 trên k thì phải bằng với lại âm 5 trên âm 4. Đấy, chúng ta nhân lên thôi. Chúng ta có là âm 5 trên âm 4 thì chúng ta bỏ rút gọn đi, chúng ta có là 5k. 5k là 4 nhân 1/2 là 2. 5k bằng 2, vậy k sẽ bằng 2/5. Đấy. Chúng ta có thể tìm kiểu như vậy. Cái phần B này cũng tương tự, chúng ta tính cái tỷ số thôi. Chúng ta có sẵn rồi đúng không? X chia cho âm 2 thì phải bằng âm 3. Âm 3 chia cho 2x. Vậy từ đây chúng ta có được. Tôi nhắc lại là đây vẫn là cái cách làm mà chúng ta gọi là làm nhanh theo cái kiểu trắc nghiệm ấy. Còn khi mà chúng ta làm tự luận thì chúng ta phải nhớ rằng là chúng ta cho một cái số k nào đó đúng không? Tồn tại một cái số k nào đó để m vector m ấy, bằng k là vector n. Còn cái này chúng ta có là 2 lần x bình bằng 6. Vậy là x bình ở đây bằng bằng 3. Vậy chúng ta có hai cái giá trị là x bằng cộng trừ căn 3. Đúng không? Cả hai giá trị này đều làm cho cái hai cái vector này cùng phương. Thế thôi. Hy vọng là các bạn sẽ làm được cái phần này. Cộng trừ căn 3 đấy, thầy viết lỗi. Mật công đã rõ chưa?
Ở đây thì mình không phải tính ra, mình chỉ cần xét nó cùng phương hay không cùng phương thôi mà. Bạn hiểu chưa? Ừ, căn 3 thầy biết rồi. Rồi, ok. Chúng ta tiếp tục nhé. Tiếp tục với dạng toán tiếp theo. Ở đây thì có một số cái bài tự luyện ngoài các bài tập ở trong sách giáo khoa đây, thì các bạn có thể luyện thêm cái phần này. Đấy. Tôi sẽ dừng lại một lúc. Thì các bạn bạn có thể chép sau cũng được. Các bạn có thể chép sau cái bài này. Vì sao đi. Đúng không? Đấy. Rồi. Bây giờ chúng ta chuyển sang cái phần tọa độ điểm. Nhớ là có thể dừng lại để chép lại nhé. Tôi để đây. Rồi. Hoặc là chụp màn hình hay gì đó. Chúng ta chép sau đi. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái dạng cuối cùng, đó là cái tọa độ của điểm. Và cái phần này nó cũng phần là cái phần mà có thể nói là khá khó khăn hơn những cái phần khác. Nhưng mà đối với tọa độ ấy thì nó lại trở nên rất là dễ dàng khi mà chúng ta sử dụng, chúng ta biết vận dụng cái tọa độ. Thì cái này là cái phần nhắc lại lý thuyết thôi, mà các bạn có thể ghi lại cũng được, không ghi cũng được. Tóm lại là nó không quan trọng lắm, nhưng đại loại là trong phần tọa độ điểm thì chúng ta phải hết sức lưu ý về cái tọa độ của vector theo hai cái đầu mút, tọa độ của trung điểm và tọa độ của trọng tâm. Những cái thứ đó là chúng ta phải nhớ, tọa độ của trung điểm, tọa độ trọng tâm. Đấy. Đấy, những cái thứ mà chúng hay sử dụng trong phần này đây. Rồi bây giờ chúng ta qua cái ví dụ đầu tiên trong cái phần bài tập này. Trước hết là chúng ta giải quyết cái bài mặt phẳng OXY cho hai điểm cho ba điểm ABC, chứng minh là ABC là các đỉnh của tam giác, và tọa độ trọng tâm, tìm tọa độ trọng tâm của tam giác này. Đây là tìm tọa độ trọng tâm nhé, cái này là thiếu đây, tìm được chưa. Câu này thì đương nhiên là cái khó nhất ở đây của chúng ta, đó là làm sao để chỉ ra ba điểm là đỉnh của tam giác. Thì thực chất là cái câu này nó giống như cái câu là chứng minh ba điểm không thẳng hàng ấy, đúng không? Thì ở đây các bạn có là điểm A. Nếu mà muốn chứng minh ba điểm không thẳng hàng thì rất là dễ thôi, chúng ta chỉ ra cái vector AB và AC không cùng phương thế là được. Cụ thể ở đây chúng ta có vector AB này, thì chúng ta có được cái tọa độ của vector AB là âm 4 này, đúng không ạ? 4. Đấy. Vector AC, các bạn tính vector AC, AC có tọa độ là 1 2 1 2. AC có tọa độ 1 2, đúng rồi. Thế thì từ đây làm sao để chúng ta chứng tỏ rằng là nó không cùng phương? Chúng ta chỉ là AB và AC không cùng phương. Không cùng phương. Đấy, thì làm sao để chỉ ra không cùng phương? Ở đây có hai cách là chúng ta kiểm tra như lúc nãy. Chúng ta sẽ có là trừ 4 trên 1 thì nó khác hẳn với 4 trên 2 rồi. Hoặc là cách thứ hai, chúng ta giả sử nó cùng phương. Tức là giả sử ở đây tồn tại một cái số k để sao cho vector AB bằng k lần vector AC. Đúng không ạ? Như vậy thì từ đây chúng ta sẽ có được là âm 4 này sẽ bằng k này, đúng không? K nhân 1 ấy, âm 4 bằng k nhân 1. 4 thì bằng k nhân 2. Đấy, từ đây thì chúng ta thấy là một cái thằng k bằng âm 4, còn một cái thằng k thì lại bằng 2, như vậy là vô lý. Hay nói cách khác là không tồn tại cái số k như vậy. Không tồn tại thì chỉ là nó không cùng phương thế thôi. Rất là đơn giản. Như vậy là không cùng phương thì điều này chứng tỏ là ba điểm ABC không thẳng hàng. Không thẳng hàng. Cùng phương thì là thẳng hàng, không cùng phương thì thẳng hàng. Không cùng phương thì không thẳng hàng. Mà không thẳng hàng thì điều đó chứng tỏ nó là ba đỉnh của tam giác. Rồi, cái phần B thì tính tọa độ trọng tâm chúng ta biết rồi, gọi G là trọng tâm của tam giác. Trọng tâm của tam giác ABC. Đấy, khi đó thì ta có
cái điểm G ở đây chính là trung bình cộng của các tọa độ. Các bạn tính nhanh cái phần này thôi, bởi vì là nếu trong bài thì các bạn có thể, thực tế là chúng ta có thể sử dụng công thức được 2 cộng với âm 2 cộng với 3, 2 cộng âm 2 cộng với 3 chia cho 3, đúng không? Tung độ thì là 0 cộng với 4 cộng với 2 chia 3. Kết quả từ đây tôi suy ra điểm G sẽ có tọa độ là 1, 2. Đây là vận dụng những thứ mà chúng ta đã được học. Quan trọng nhất là chúng ta ở đây để ý cái chỗ chứng minh 3 điểm không thẳng A. Bình thường thì một số người chứng minh được 3 điểm thẳng hàng, nhưng mà đến không điểm không thẳng hàng hoặc chứng minh đỉnh của tam giác thì lại gọi là, đấy là cái bài nó khó. Rồi, bây giờ thì đến cái bài này. Trong mặt phẳng OXY cho cái hình bình hành ABCD, đấy, và tìm cái tọa độ điểm D. Thế thì ở đây chúng ta thường thường là chúng ta bị quên mất một vấn đề, đó là gì? Chúng ta phải kiểm tra ba. Thực tế là khi người ta cho hình bình hành rồi thì không không có vấn đề gì. Bài này cho sẵn hình bình hành rồi thì không có vấn đề gì. Nhưng mà bài mà người ta không cho hình bình hành ấy, thì các bạn phải để ý rằng là phải chỉ ra ABC ở đây là ba điểm không thẳng hàng. Đấy, nếu không cho hình bình hành, còn cho rồi thì thôi, đúng không? Mà ví dụ như đề bài người ta cho này, cho mặt phẳng trong mặt phẳng OXY cho điểm A có tọa độ này, B có tọa độ này, C có tọa độ này, đúng không? Tìm tọa độ điểm D để sao cho ABCD là hình bình hành, thì dứt khoát chúng ta phải kiểm tra ABC có thẳng hàng không. Đấy, thì sau đó mới làm các bước khác. Và bước khác cụ thể ở đây nó là chúng ta sẽ sử dụng cái tính chất đó là gì? Tứ giác ABCD. ABCD, cái học ngay trong bài số 1 đấy, là hình bình hành. Hình bình hành. Tứ giác ABCD là hình bình hành khi và chỉ khi cái vector AB nó phải bằng cái vector DC. Đấy, kiểu như vậy. Thế thì để tìm tọa độ điểm thì như tôi nói rồi, chúng ta luôn luôn gọi cái tọa độ điểm D. Trong trường hợp này nhé, thầy nhắc lại một lần nữa là chúng ta sẽ không cần phải chứng minh ba điểm ABC không thẳng hàng. Nhưng nếu thay đổi đề bài như thầy nói lúc nãy thì chúng ta sẽ phải chỉ ra điều đó. Chúng ta gọi cái tọa độ điểm D là XD, ID, đúng không? Sau đó chúng ta tính cái vector AB trước. Vector AB có tọa độ là 3 trừ đi trừ 1 là 4 này. 4, 4 đúng không? Đấy. Sau đó chúng ta phải tính cái vector DC. Vector DC thì có tọa độ là 4 trừ đi XD trừ 1 trừ ID. Đấy. Hai vector bằng nhau thì tọa độ tương cũng chứng bằng nhau. ABCD là hình hành thì khi và chỉ khi ABCD là hình bình hành khi và chỉ khi chúng ta phải có là 4 trừ đi XD, 4 trừ đi XD sẽ phải bằng 4, 1 trừ đi trừ 1 trừ ID phải bằng 4. Điều này tương đương với lại XD ở đây phải bằng 0, còn ID ID phải bằng mấy nhỉ? Bằng 5 đúng không ạ? Trừ 5. Như vậy từ đây tôi suy ra điểm D của tọa độ là 0 trừ 5. Khi mà làm các bạn hết sức lưu tâm về những điều mà thầy nói. Bạn bạn đã rõ chưa? Bạn không rõ chưa? Có vấn đề gì lăn tăn, có vấn đề gì cần hỏi không? Rồi. Nếu không có gì chúng ta lại tiếp tục nhé. Trong mặt phẳng OXY cho 3 điểm, chứng minh 3 điểm ABC thẳng hàng, tìm tọa độ điểm D thuộc cái trục để cho ABD cũng thẳng hàng luôn. Đấy. Thế thì trước khi mà chúng ta làm thì chúng ta chứng minh 3 điểm thẳng hàng thì chúng ta biết rồi là chỉ ra cái vector AB và AC cùng phương thôi.
phần A này nó cũng không khó khăn gì, chúng ta tính cái vector AB. Chúng ta có được là 1 trừ 3 là 4 này, đúng không ạ? 1 trừ đi trừ 3, 1 trừ 4 mà trừ 3 này. Đây là vector AB. Chúng ta tính tiếp cái vector AC. AC hoặc BC cũng được, nó giống nhau. AC thì là 12 này. Và trừ 9, đúng không ạ? 9 trừ đi trừ 3 là 12, 12 trừ 9, đúng rồi. Đấy. Thì từ đây chúng ta nhìn thấy, quan sát thấy luôn là 4 chia 12 bằng 1 phần 3. Hay nói cách khác là vector AB, AB này chính là bằng 1 phần 3 của vector AC. Từ đây thì AB và AC cùng phương. Vector AB, vector AC cùng phương. Đúng không ạ? Mà hai vector cùng phương thì điều này chứng tỏ là ABC thẳng hàng. ABC thẳng hàng. Đấy, không khó khăn gì. Bây giờ thì tiếp theo là tìm tọa độ của điểm D thuộc trục IOI phẩy sao cho ABD thẳng hàng. Thì ở đây chúng ta sẽ gọi cái tọa độ điểm D đây, gọi tọa độ điểm D là, bởi vì nó thuộc trục IOI mà, thuộc trục này là thuộc trục OI ấy. Các bạn hình dung chưa? Thuộc trục OI thì cái hoành độ của nó phải bằng 0. Như vậy nó có tọa độ là 0 ID. Đúng không ạ? Đấy. 0 ID thì bây giờ chúng ta có vector AB rồi, để ABD thẳng hàng thì chúng ta tính cái vector AD ra thôi. AD ở đây sẽ có tọa độ là 3 này. ID trừ 4 này. Đấy. Để ABD thẳng hàng thì sẽ phải tồn tại cái số K sao cho vector AB, là tôi lấy vector AD đi, AD bằng K lần vector AB. Hay nói cách khác ở đây chúng ta có được là AD tọa độ kia rồi, chúng ta có phải 3 này bằng K nhân với lại AB là 4, 3 nhân 4. Còn cái thứ hai là ID trừ 4 thì phải bằng K nhân với lại trừ 3. Đấy. Từ phương trình trên thì chúng ta tìm được là K ở đây bằng 3 phần 4. Chúng ta thay bên dưới chúng ta được là ID trừ đi 4 bằng là trừ 9 phần 4. Chúng ta được cả là K bằng 3 phần 4 và ID ở đây bằng 4 cộng 16, 16 trừ đi 9 bằng 5. À xin lỗi, 16 trừ 9 là 7 chứ. Đấy. 16 trừ 9 bằng 7 phần 4. Đấy thì đấy là cái cách tìm từ đây tôi suy ra tọa độ điểm D là 0 ở 7 phần 4. Bạn là bạn Kiên, bạn đi nốt một bài thôi, em mệt lắm rồi. Thầy chả kêu mệt thì thôi, trò kêu mệt thế mới lạ chứ. Bó tay rồi, kệ bạn đấy. Chúng ta những bạn nào còn tiếp tục được thì cứ tiếp tục, bởi vì thầy còn mấy cái ví dụ này nữa cơ. Xem là giờ mấy giờ rồi nhỉ? Thầy xem lại một chút, sau đó là chúng ta sẽ làm một hai ví dụ nữa, chúng ta nghỉ nhé. Hơn 10 giờ rồi. Vậy là tôi đã bắt đầu được khoảng hơn 1 tiếng rồi. Chúng ta sẽ làm nốt cái ví dụ này để chúng ta nghỉ nhé. Rồi, trong mặt phẳng OXY cho 3 điểm M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh
Tìm tọa độ ba đỉnh của tam giác này. Trung điểm các cạnh mà tìm tọa độ ba đỉnh. Đấy. Thì ở đây thực chất là chúng ta nhớ rằng là cái bài này thì như tôi cũng đã làm một lần đấy. Đây, chúng ta hình dung như này. A, B, C. M, N, P. Thì để cho nó nhanh. Để cho nó nhanh ấy. Tức là ở đây chúng ta có thể xây dựng kiểu như này. Chúng ta sẽ gọi tọa độ điểm A, điểm B, điểm C đây. Sau đó chúng ta sẽ tính cái tọa độ điểm M, NP theo. Sau đó chúng ta xây dựng thành cái hệ mà gồm có 6 ẩn, 6 phương trình ấy. Nhưng mà như thế thì nó lâu và nhiều bạn là ngại. Thì cách tốt nhất trong trường hợp này ấy, chúng ta ví dụ như là chúng ta muốn tìm tọa độ điểm B, chúng ta gọi tọa độ điểm B ra, đúng không? Gọi điểm B có tọa độ là XBIB đi, đúng không? Khi đó thì chúng ta nhìn vào đây, chúng ta sẽ thấy được. Tôi lấy có đúng nhỉ? Lần lượt là đấy đấy đấy, thầy viết sai đấy. Là điểm này là điểm M cơ. Điểm N là trung điểm của CA, đúng rồi. Điểm P là trung điểm của AB. Đấy, P đây. Đấy. Thì trong trường hợp này chúng ta sẽ nhìn thấy được là cái vector BM sẽ bằng vector PN. Vector BM theo tính chất sẽ bằng vector PN. Đúng không? Đấy thì chúng ta là tính lần lượt các vector này thôi. Cái vector BM của tôi thì có tọa độ là hai trừ đi xb, 3 trừ đi IB, 2 trừ XB, 3 trừ IB, đúng rồi. Vector PN thì có tọa độ là PN. Đây. Tọa độ điểm N siêu tọa độ điểm P, 0 trừ đi trừ 1 bằng 1, trừ 4, trừ 10. Đúng không ạ? Rồi, như vậy thì cho hai cái thằng này bằng nhau, hai vector này bằng nhau thì tọa độ tương ứng bằng nhau, 2 trừ xb bằng 1, 3 trừ db bằng trừ 10. Vậy từ đây tôi sẽ tính được tọa độ của điểm B. XB sẽ bằng 1, đúng không ạ? IB sẽ bằng trừ 13, đúng không? Đầu dương 13. Như vậy điểm B của tôi có tọa độ là 1,13. Thế thì tiếp theo mà tôi biết cái tọa độ của điểm này rồi, trong khi đó điểm M tôi biết rồi. M ở đây có tọa độ là 2,3. B thì tôi tìm được là 1,13. Như vậy tôi chỉ cần lấy tọa độ của điểm M nhân với 2 trừ đi tọa độ của điểm P thì sẽ ra tọa độ điểm C. Tôi tính nhầm được ra ngay. Lấy tọa độ M nhân 2, 2 nhân 2 bằng 4, 4 trừ 1 bằng 3. Đúng không? 2 nhân 3 bằng 6, 6 trừ đi 13 bằng trừ 7. Đấy. Đấy là tọa độ điểm C. Mà C biết rồi, N biết rồi thì sẽ tính được A. Hoặc là B biết rồi, P biết rồi thì sẽ tính được A. Điểm N có tọa độ 0, âm 4. Như vậy điểm A ở đây của tôi sẽ tính nhầm. 3, âm 7 này. Nhân tọa độ điểm N với 2 trừ đi tọa độ của điểm C. 0 nhân 2 bằng 0, 0 trừ 3, trừ 3. 2 nhân trừ 4 là bằng trừ 8. Trừ 8 trừ đi trừ 7 là trừ 1. Đấy thế thôi. Công việc mà tính được cái tọa độ của các điểm A, B, C là khá là dễ. Đúng rồi, tọa độ dựa vào đường trung bình, chính xác là đường trung bình, tính chất của đường trung bình. Rồi nếu bạn kiên bài thì các bạn kiên có thể đi ngủ tiếp đi. Bạn bạn Công còn còn sức để học tiếp không?
Nếu bạn Công còn sức để học tiếp thì chúng ta sẽ tiếp tục. Còn không thì chúng ta có thể dừng lại tại đây. Câu số 50. Em vượt qua cái câu số 49 này cho nó đỡ đen. Câu số 50 là cho cái tứ giác mà NPQ đúng không ạ? Chứng minh rằng là tứ giác này là một hình thang. Chứng minh rằng tứ giác này là một hình thang. Thì ở đây để chứng minh là một hình thang thì chúng ta sẽ phải kiểm tra đúng không? Xem là hai cái cạnh nào nó song song. Nhưng mà người ta cho tứ giác rất là may như thế, bài nào người ta cũng cho này rồi. Nhưng mà nếu mà không có cái tứ giác này này thì các bạn sẽ phải làm gì? Bước 1 là các bạn sẽ phải chỉ ra ba trong số các cái điểm này không thẳng hàng, đúng không? Ba điểm bất kỳ. Sau đó là các bạn mới chỉ ra hình thang, chứ nếu mà chỉ ra hình thang ngay cũng không được. Nhưng mà ở đây rất may là người ta đã cho cái kèm cái từ tứ giác ở trước rồi nên là chúng ta không phải kiểm tra cái điều đó. Rồi bây giờ thì quan trọng là bây giờ chúng ta xem là nó là hình thang cái cạnh nào nó song song với cạnh nào, thì chúng ta chỉ ra các cái thằng cùng phương thôi mà. Đấy, hai cái vector cùng phương thôi. Ở đây tôi thử xem nào. Cái này là 2 2 2 đúng không? Trừ 2. Cái này là 1 và 3. Vậy không phải rồi. Là 4. Đấy, các bạn thử kiểm tra giúp tôi xem là cái gì sao. Chúng ta tính cái vector MN. MN ở đây thì sẽ là 6 trừ 0 là 6. Trừ 2 trừ đi trừ 4 là 2. Mở ra bằng 2. PQ thì sao? Vector PQ thì là 1 trừ đi 4 còn 3. Đúng không? Trừ 1 trừ đi 0 bằng trừ 1. Ồ, 1 trừ 4 xin lỗi các bạn, 1 trừ 4 là trừ 3. Đấy, trừ 1. Thế thì rõ ràng là nhìn vào đây chúng ta sẽ suy ra được luôn đó là vector MN thì bằng trừ 2 lần vector PQ. Đấy. Điều này chứng tỏ là vector MN và PQ cùng phương. Hai vector cùng phương. Hai vector cùng phương thì giá của chúng sẽ song song. Đúng không? Hoặc là trùng nhau. Như vậy PQ sẽ song song với MN hoặc là PQ trùng với MN. PQ trùng với MN. Điều trùng này không thể xảy ra được bởi vì chúng ta có tứ giác. Cái này loại. Vậy thì từ đây suy ra song song, song song thì điều này chứng tỏ là tứ giác MNPQ là một hình thang. Phải nhấn mạnh lại một lần nữa là nếu như cái bài này mà làm độc lập thì tức là không có cái câu cho tứ giác này thì các bạn sẽ phải chỉ ra ba cái điểm không thẳng hàng đã. Cái này thì cũng rất là dễ thôi, các bạn kiểm tra thêm ví dụ MN với lại MP nữa chẳng hạn. Rồi ok, bạn 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 Công chuẩn luôn, chính xác rồi. Mặt Công có thể tiếp tục được nữa không hay là chúng ta dừng lại? Trong mặt phẳng OXY cho các cái điểm ABC tìm tọa độ điểm M thỏa mãn cái hệ thức này, thì ở đây chúng ta nhớ rằng cái bài toán này chúng ta chỉ cần gọi cái tọa độ điểm thôi, đúng không? Cụ thể là chúng ta sẽ gọi cái tọa độ điểm M có tọa độ là XMIM hoặc các bạn gọi thế nào đó tùy, tên gọi là không quan trọng lắm, quan trọng là cái phép tính của chúng ta. Như vậy chúng ta tính được cái tọa độ vector CM. CM ở đây chính là XM trừ đi 3 IM trừ 2 đúng không? Sau đó chúng ta tính cái tọa độ của vector AB này và vector AC. AB thì có tọa độ là âm 1 6, AC thì có tọa độ là 2
4 âm 1 6 2 4 đúng không? Rồi, sau đó chúng ta tính cái hai lần vector AB trừ 4 lần vector AC, tọa độ của vector này. Hai lần AB là 2 trừ 2 trừ đi 8, trừ 2 trừ 8 là trừ 10. 2 6 12 trừ đi 16 đúng không ạ? 44 là 16. Mười hai trừ đi 16 bằng trừ 4. Rồi. Thì từ đây tôi lại cho đúng không? CM, vector CM bằng hai lần vector AB trừ đi 4 lần vector AC. Thì điều này chứng tỏ chúng ta sẽ phải có là XM bằng XM trừ 3 bằng trừ 10. IM trừ 2 bằng trừ 4, hay là XM đây bằng trừ 7, IM thì bằng trừ 2. Vậy M có tọa độ là trừ 7 trừ 2. Đấy, cũng không khó khăn lắm đúng không? Ok. Cái gì cơ công? Cũng nghĩ em nghĩ là có là như nào? Thầy thầy lại không 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 kịp đọc cái câu hỏi của bạn. Có mệt. Có mệt thì chúng ta dừng lại. Nếu mà có mệt thì bạn có thể ghi một số cái câu hỏi vào đây. Sau đó chúng ta dừng lại bởi vì là bài cũng còn rất là dài. Đây là bài tập cái tự luyện cái phần này cho bạn. Thế thôi, chúng ta có thể dừng lại ở đây. Tôi cũng tương đối là mệt rồi. Không ạ là như nào? Không mệt hay là em chưa mệt? Ok, nhất trí. Tức là bạn vẫn còn có thể học tiếp được hả? Rồi. Tốt rồi. Chúng ta có thể nghỉ ở đây đi, bởi vì là cũng 10 rưỡi rồi. Để hôm khác thầy sẽ hướng dẫn tiếp. Đây là các cái bài tập mà bạn có thể xem lại nhé. Rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Dù là chúng ta có rất là ít người thôi nhưng mà cái việc làm việc của chúng ta rất là hiệu quả. Bạn làm việc rất là tích cực. Các cái phần khác bạn có thể tham khảo thêm, và chúng ta đương nhiên là chúng ta luyện nhiều thì chúng ta sẽ thành quen, và thầy sẽ kèm theo cái tài liệu và các cái bài tập trắc nghiệm, và bạn cố gắng là làm thêm các bài tập trắc nghiệm để tăng cái độ nhạy bén trong cái quá trình mình làm, nó sẽ có hiệu quả hơn. Rồi, chúng ta dừng ở đây nhé. Cảm ơn các bạn.